thì văn dâu lý phần đã chết mà sống của ngài thánh sĩ. Các việc tục người tôi đã chết, chết hẳn từ lúc trước nửa kia. Trên xác thân mọi việc trần mê đã chết mất vào khuya đêm nọ. Hiện bây giờ tôi còn nhớ rõ, vào một đêm trăng tỏ trời thanh, không bóng người nào đứng chung quanh, chỉ trơ trọi một mình thơ thần. Bên cầu đá của chùa Tinh Tấn, đèn leo heo nhân nhẫn trước mong, chừng như là có sức chiêu hồn. Tự nhiên kéo lần chân bước đến, bên cửa tự có đèn một nến, trong sân chùa sao sến nhiều cây. Mắt nhìn qua lòng nghĩ như vậy, trong chùa có Phật hay là chăng? Sự tưởng Phật nơi lòng có đặng, người mới đem cây đến trồng đây, kẻ hữu tâm cây cũng duyên thay. Mắt càng ngắm càng say tâm nào, cảnh thanh tịnh biểu dương tánh đạo, khác cảnh đời quyến náo tranh đua. Ta ngẩn nhìn quanh khắp kiến chùa, giàu hay chẳng lòng chưa định quyết, nhìn phong cảnh nhìn chùa mãi miết, tự thấy lòng mến tiếc dường bao. Rồi tự nhiên chân ron bước vào, một sư cũ đón chào lễ phép. Ta cũng bắt cúi mình khép nép, rằng hôm nay chẳng biết tại sao. Trong não đầu lại bắt nhói đau, nơi phòng nổi ngồi lâu không được. Mới ra ngoài chân lần rảo bước, gió duyên đâu khéo hút vào đây. Chớ tôi không phải ở xóm này, mà là ở cách đây mấy dặm. Sư rằng nếu thế là tốt lắm, nếu không duyên sao dẫm chốn này, xin mời ông tiện bước vào đây, trước lễ Phật sau vài câu chuyện. Ta dâng lời bước vào Phật điện, lễ Phật xong rồi đến hậu đường. Sư rằng người ở chốn tha phương, đến đây diễn lễ thường rất ít, có lẽ ông sâu duyên Phật thích mới ngẫu nhiên lễ Phật chùa này. Xin mời ông ngồi xuống nơi đây, liền đồng tử bưng khai nước đền. Sư rằng xin mời ông tự tiện, ta cảm ơn cầm chén nước lên. Sư cũng đồng tiếp nói theo liền, đạo nếu chẳng có duyên khó gặp. Chùa này kể từ ngày thiết lập, người như ông mới gặp đầu tiên. Giữa đêm hôm đến viếng chùa chiền, thật là một kỳ duyên hy hữu. Xin mời ông đêm nay ở ngủ, để chuyện trò có đủ thì giờ. Đây cũng là gió ở Phật cơ, khéo xuôi khiến người như ông đến.
tuy mới gặp nhưng lòng đã mến người như ông cũng hiếm chùa này. Lần đầu tiên mới đến nơi đây nghe sư cũ quá lời khen tặng, ta thưa rằng tôi không dám nhận, tôi như bao người đến viếng chùa, chỉ khác hơn không đến buổi trưa mà lại đến đêm khuya vắng vẻ. Bởi người tôi đang sầu lắm lẻ, khác nào như là kẻ điên cuồng. Thường đêm thường tâm não ưu buồn, mất ăn cũng mất luôn cả ngủ. Mỗi khi gặp phải cơn phong vũ hoặc thấy nghe những sự bất lành, cõi lòng tôi như bị xé banh, đêm mây suốt thâu canh không ngủ. Nỗi thương nhớ xa gần ấp ủ, sự âu lo bao phủ tim gan. Rồi tự nhiên nước mắt cứ tràn, không còn cách nào ngăn nén được. Nếu nằm mãi gối chăn đều ướt, và trong lòng bức rứt không an, nên thường hay rảo bước ra đàn, mượn phong cảnh để làm khuấy khỏa suốt bao năm đều như thế cả. Không ngày nào trong dạ thấy vui, vẻ mặt luôn ẩn nét bùi ngùi, cười cũng chỉ gượng cười lấy có. Chính hôm nay cũng như thế đó, lòng băn khoăn chuyện nọ chuyện kia, quên cả trời lạnh lẽo đêm khuya, cứ đi mãi đến kề ám từ. Thế tàu khéo nhiều trò thách thử, làm cho người Phật tử chua cay. Trước khi tôi để bước vào đây, đứng lâu bên cây cầu đá, ngâm dòng nước thấy trong lòng già, chừng như là khuấy khỏa ít nhiều. Nước chảy luôn bất kể rác rèo, sớm cũng chảy mà chiều cũng chảy, khắp quả đất cùng trên thế giới. Chậm hay mau đều chạy tới luôn, mặc cho đời có giả ghét thương, không vì đó mà ngưng sức chạy. Trong lòng cứ quẩn đi quẩn lại, nước cùng ta có phải giống chăng? Ngó nước sông nhìn cảnh chùa tăng, lòng như gợi muôn ngàn câu chuyện, chuyện mới cũ chuyện đời u hiền. Rồi như ai kêu đến vào đây, thật tôi không có ý định này, ắt sẽ có gì hay đem lại. Sư cũ rằng chắc như thế ấy, nên xin ông ở lại đêm nay, để cùng tôi tâm sự vắng dài. Nếu ông chẳng chấp đây và cả, ta liền thưa lời ông quá hà. Viết đạo đời già cá càng thâm, trẻ tuổi đâu khỏi lắm sự lầm. Mày được ông chỉ lấy làm quý quá, biết chừng đâu chuyện trong nhất già. Khéo gợi nên duyên cả thiên niên, vậy xin ông lượng viết tục tiên giải bảo kẻ đường duyên mộng mèo.
ngoài trời cũng lấy làm lạnh lẽo, nếu qua khuya xin ngủ nhờ đây. Sư liền rằng như thế là hay, rồi tự bước vào ngay sau hầu. Mang bánh nước thêm ra rồi bảo, xin ông dùng lấy thảo với tôi. Nhà chùa không giống ở nhà đời, chỉ bánh nước không mùi chi khác. Ta rằng cô nhiên chùa cháy là, xin ông đừng thắc mắc làm chi. Ông vui lòng hậu đại thấy thì, lòng tôi thiệt xiết chi cắm đồi. Khách thập phương mỗi khi bước tới, các sư đều tiếp đôi thế này. Mùi thiền đâu cũng được thơm lây, tăng di tục cả hai được mến. Sư rằng 30 năm gần đến, tôi đem thân phụng hiến chùa này. Sự lễ nhường bất luận với ai, cũng thế cả không hay phân bìa. Vì lẽ chữ từ bi được biết, chỉ yêu thương không ghét một ai. Lòng rộng hơn kẻ thế ở ngoài, cánh chùa tức là thay cánh Phật. Tâm nhà tăng khác hơn kẻ tục, tăng thay chân cho Phật ở đời. Vì vậy nên đối với mọi người, nên thương hết chớ nơi nào ghét. Phải tiêu biểu tinh thần siêu việt, mới là người học Phật làm tăng. Tôi ở chùa chúc mấy mươi năm, lúc nào cũng chủ tâm như thế. Khách đến viếng nhiều không số kể, người như ông là kẻ khác xa. Nên tôi quên đi phận tuổi già, muốn ông được luận qua nhiều việc. Ta rằng đạo tôi không mấy biết, nhưng lòng hay yêu việc thiện lương. Tâm hồn luôn hướng cảnh Phật đường, vì tin Phật là chân giác ngộ. Lúc nào cũng muốn Ngài cứu độ, không những tôi mà cả thế gian. Khổ đời nhiều giả thấy không an, có lẽ Phật mười phán đã thâu. Sự rằng viết thế gian khó dầu, mắt Phật đã xem thâu khắp nơi. Người sống trôi giữa biển khổ đời, lòng mong ước như người ông đây. Thật hiếm có và tôi ít thấy, phần đông thường lo lấy riêng thân, nghĩ cho mình là việc trước hơn, chớ ít có nghĩ luôn kẻ khác. Cũng vì thế lắm người tạo ác, toàn là do dục đắc lợi tư. Ta thừa rằng thật đúng thế ư, cũng vì vậy loài người luôn khổ. Sự khổ chẳng mấy ai muốn có, nhưng vô tình tạo nó không hay. Cũng có người cố ý tạo gây, theo đuổi tánh xưa sai dục dầm. Trong đau khổ người cam chịu sống, vì là nuôi hy vọng tương lai. Vì sống vì ham muốn nó này, nhiều người dám liều thay bất kể. Mỗi người mỗi muốn ham một lẻ, khổ khác nhau khó kể sau cùng.
dù cho là mấy bậc anh hùng cũng khó thắng được cái lòng ham muôn. Ai cũng bị khổ làm rối cuông, không người nào sung sướng tự do. Càng giàu sang càng đĩa vị to, trong lòng lấy càng lo càng khổ. Vì ích kỷ mà lo không hờ, ấy tánh chung của kẻ thế gian. Tánh này chừng nào được tiêu tan, loài người mới bình an vô sự. Không giặc giả, không người hung dữ, cũng không ai ích kỷ tổn nhân. Mong cửa thiền rộng mở xa gần, giúp thiên hạ đồng tâm cải thiền. Dù tiến bộ được bao nhiêu chuyện, loài người không cải thiện như nhau, tiến bộ kia cũng vẫn khổ đau. Chỉ phương tiện hại nhau vô ích, sự tiến bộ tôi không công kích, chỉ luận nghe chỗ ích chỗ không. Nhìn kiếm thời như thể pháo bông, tôi càng thấy trong lòng bức rứt. Những nỗi của tôi đang buồn bực, ba phần tự do cuộc thế dân. Còn một phần vì chữ hiểu thân, đi đâu cũng nhớ luôn không ngớt. Ngày nào nhân loại cùng sang sớt, chừng ngày tôi mới bớt nỗi buồn. Chính tôi như là kẻ đang cuồng, cuồng đạo đức cuồng luôn thế sự. Đời mỗi bữa mỗi thêm câu nhừ, khiến lòng người thêm bị nhấp nhơ. Cứ chạy đua theo cái thời cơ, lòng người rối giường tơ muôn môi. Chung tựu sắc bất phân sâm tội, ngày chỉ đêm tiếp nối truy quan. Cạnh tranh nhau sông mới sống sang, loài người vẫn mưu toan đủ cách. Mưu toan ấy ít khi trong sạch, hầu hết đều nhớ nhớp giả mang. Sự bán buôn đến việc dân quan, toàn giả dối như bán hát bầu. Sâu xa mây cũng thấy không hồ, tội lỗi bao vẫn kể như không. Trên đường đời xô ấy rất đông, chúng dễ cảm được lòng kẻ yêu. Việc sâu tốt có người cũng hiểu, theo phần đông đành chịu xấu luôn. Lành một người còn giữ cả muôn, lành ấy khó gìn luôn đến cuối. Có lẽ ở chính tầng mấy nồi, đức ngốc hoàng không khỏi đắn đo. Phàm như tôi còn quá ưu lo, huống thượng đế sao cho khỏi thàm. Loài người càng ngày hơn gấu hàm, gặp bắt ăn chứ chẳng luận suy. Có đủ đồ giết hại kinh nguy, để phụng sự cứ y ẩm thật. Nói từ đây ta liền nhớ sực, để hỏi sư đạo đức thế nào. Một mình ta cứ nói thao thao, thật là quấy làm sao đấy nhỉ. Có thể gọi người cuồng đạo lý, đi đến đâu cũng chỉ thế thôi. Nghĩ vậy rồi ta mới cất lời, thưa sư nhưng việc tôi vừa luận, đúng hay chẳng nhờ sư chỉ dần.
sư rằng lòng bi mẫn của ông thật là người đang nói Phật tông lời rất đúng chứ không sai chạy. Tâm hồn ông búa đầy nỗi ngoài giữa vào tình những loại nói ra. Rất hợp lời dạy của Thích Ca, ai nghe cũng phải là nhìn nhân. Chỉ những kẻ ý tình thiện cần, chẳng nghe theo lại giận không chừng. Lấy tinh thần phổ độ chung dân, nhận hay chẳng đâu cần, ông nhỉ. Ta thưa rằng lời sư hữu lý, chính lòng tôi đã nghĩ thế ư. Dạch rõ ra các việc nên hư, nghe hay chẳng tùy người liễu lường. Không phiền trách chỉ là mong tường, khắp người đồng quy hướng một đường. Dù đông tây nam bắc chư phương, cùng siết chặt niềm thương nhau cả. Chẳng phân biệt kẻ quen người lạ, chỉ xem nhau tất cả là người. Đối đãi nhau một cách tốt tươi, giúp nhau sống cuộc đời no ấm. Tranh chửi mắng tranh điều đã đắm, càng không nên mưu ngẫm hại nhau. Bất luận là ở một việc nào, lấy tình thật đối nhau làm trước. Điều này nếu loại người có được, chắc không ai sống cuộc đói nghèo. Dù dân trong rừng bụi núi đèo, cũng mở mặt như nhau tất cả. Như thế mới là chân tiên hòa, cũng gọi rằng triệt để văn minh. Sư rằng tôi rất biểu đồng tình, chính tôi cũng đinh ninh như thế. Tâm hồn ông nghĩ suy đâu để, thật là không hổ kẻ sống đời. Trong thân người được có lòng người, ấy đâu phải mỗi ai cũng có. Tôi còn nhớ khi tôi lúc nhỏ, con của nhà hào phú một vùng, được mẹ cha cưng dưỡng túng dung, tôi như thể là ông hoàng tử, sẵn xe cổ sẵn nhà to bự, sẵn của tiền tích trữ dư muôn, tôi khác nào bồm gặp gió luôn, muốn lấy được bất cần suy nghĩ. Đi học chỉ đến trường lấy gì, chứ không cần để ý học hành. Trong hết giờ lo việc yến anh, tủ bè bán lòng hành đủ việc. Tuôn tiền bạc ra không biết tiếc, chơi đủ điều không việc nào chừa. Những việc nào trong bụng thích ưa, tội lỗi mấy cũng lo cho được. Đôi bạn tắc đầy như bát nước, nhưng bị bao nhiêu lượt gạt lừa. Chẳng lời ông ta lại liền thưa, xin ông kể lại cho ít việc. Sư rằng nếu như ông muốn biết, thì tôi đâu có tiếc điều gì. Đời của tôi gặp lắm ai bi, dù đã chẳng thiếu chi tiền bạc. Một việc gạt trong muôn sự gạt, tôi bị người bạn tác rất thân. Gạt lựa tôi đau đớn không ngần, từ nhỏ lớn chưa từng nghe đến. Người bạn ấy lòng tôi rất
mến từ nhà trường cho đến ra ngoài, mọi việc đều đấu cật kề vai, đi đâu cũng dắt tay nhau cả, vui khổ thay đều trao đổi và gần gũi nhau thường cả ngày đêm. Muốn có tiền tôi giúp cho tiền, cho đến việc tình duyên cũng thế. Lòng thương bạn hơn là huynh đệ, sự tốt nhau bất kể việc gì, thường gặp nhiều trường hợp hiểm nguy. Tôi vì bạn quên đi mạng sống, được cha mẹ cưng như trứng mầm, nhiều khi tôi liều lĩnh bất cần, ít nghe lời khuyên của song thân, thường nghe những lời phân của bạn. Thôi thường ấy hết còn bất mãn, ngược lại lòng người bạn chưa vừa. Còn muốn thêm lắm chuyện thích ưa, nhưng vào một buổi trưa hôm nọ, bạn gọi tôi kề tai nói nhỏ, làng gần đây mới có một nàng, tuổi còn măng vừa đẹp vừa ngoan, đêm nay có thể sang chơi nhỉ. Tanh hiu sắc tôi không cần nghĩ, liền bằng lòng rằng sẽ đi ngay. Vậy tám giờ tối ở đêm nay, chúng ta sẽ cùng đi một lượt. Bạn lại bảo rằng không thể được, tôi phải cần đi trước dọn đường, sau rồi anh sẽ đến tiện hơn. Có tôi sẵn chờ anh tại đó, từ lâu rồi việc này thường có, cho nên lòng tôi chả nghi ngờ. Bảo bạn nên đi trước thăm dò, tám giờ đúng tôi thò mặt đến. Cho rằng dịp nếu mà gặp bên, tôi đi theo giờ hẹn không ly. Nửa chừng đường trong lúc đang đi, có một tốp ra dây phủ chặt, bắt lấy tôi đánh gần mù mắt, lại lấy luôn hết bạc trong mình, còn báo rằng muốn được tồn sinh, mai này phải mang thêm mười vàng. Nếu chẳng có thì là mất mạng, nghe thế tôi càng hoảng thêm lên. Tôi trở về len lấy đủ tiền, tối đêm kế liền mang đến nạp. Thân đã bị đánh thôi bầm dập, không dám thưa còn nạp thêm tiền. Lúc ấy lòng tôi oán chung thiên, nếu giết được giết liền mới hà. Sao mấy tháng chưa nguôi trong dạ, cứ nghĩ rằng sao trả được thù, tốn bạc tiền chẳng ức chi đâu. Bị đánh chửi tôi đau hơn hết, từ ngày ấy tôi ngơ các việc, chỉ đắn đo mãi miết sự này. Lòng căm hờn không thể nào khuây, tôi đi đó đi đây suốt buổi. Một hôm nọ cũng trời giông rồi, để cho tôi giải mối oan tình. Trong khi tôi đang bước thình lình, chợt gặp một bạn quen từ trước. Chào hỏi xong cùng đi uống nước, một tiệm gần phía trước đàn đi. Ở nơi đây thêm một chuyện kỳ, cô bưng nước thường khi quen mặt. Cô làm ở tiệm xa chỗ khác, sang tiệm này mới ít hôm đây.
Khi thấy tôi, cô lại sững mày, chào xong muốn nói ngay chi đó. Những cô lại nín đi không tỏ, như có vẻ nghĩ chi khăn khó, lúc tôi còn ngồi đó uống trà. Cũng đổ chừng gần một giờ qua, tự nhiên thấy cô ta bước đến, hỏi rằng bạn của ông thường mến, sao lại không thấy đến hôm nay? Tôi trả lời rằng suốt mấy ngày, tôi chẳng gặp mặt mày của anh. Có lẽ tại vì anh không rành, thành thử không thấy đến thăm tôi. Cô lắc đậu về lại trề môi rằng ông có tin tôi chăng nhỉ? Có một việc rất là kinh bí, tôi muốn đem tỏ lại cùng ông. Nếu chẳng tin ắt sẽ chạm lòng, vì hễ đến bạn ông chi thích tôi rằng có chi đâu mà mịt. Việc chi xin nói thật ra nghe, xin cô đừng cô quá dặt dè, vui lòng nói ra nghe cho biết. Cô rằng chính đây là sự thiệt, tôi đã nghe tận mắt tận tai, ôm lòng chờ đợi mấy tháng nay, nhưng không thấy ông lại vặn tới. Việc ông bị đánh thôi dữ dội, do bạn ông dẫn lối đây thôi. Vì cần tiền cho một gái chơi, nên mới xúi dục người cung đàn. Gạt rằng cô gái tớ ngoan ngoãn, để chặn ông khoản dân cướp tiền, báo rằng ông hiện có muôn thiên, nên dọa để lấy thêm nhiều nữa, hồi tiệm trước nhờ tôi thường bữa. Hai đứng gần bể cửa hầu chờ, bạn ông cùng với lũ côn đồ thình lình lại bước vô ngồi kê. Họ nói nhỏ nhưng tai tôi đầy, vì thế nên mọi lẽ được nghe. Nhưng bạn ông vẫn thường khoe rằng thương mến hơn là ruột thịt, nên tôi vẫn tưởng rằng thân thích. Không thể làm chuyện mít ấy ra, chỉ nói đùa để có cười xòa, ai đâu nỡ ra nhà bối mặt. Chừng tôi nghe xảy ra sự thật, tôi ngẩn ngơ và bắt giận tôi, chớ chi khi nghe chuyện ấy rồi. Đem nói hết mọi lời ông hiểu, nạn tai ấy tất không dương diệu, lỗi này tôi cũng chịu một phần. Không đồng mưu nhưng cũng phạm nhân, lòng tôi cứ băn khoăn mãi mãi. Ông người tốt và lòng rộng rãi, đối bạn bè tiếp đại ân cần, lại bị người bạn rất chí thân hại ông kể còn hơn thù địch. Tôi càng thấy lòng như châm chích, chờ gặp ông tỏ hết ra nghe, để cho ông biết có dắt dè, chớ tin lắm sẽ e khổ nữa. Nghe đến đây đầu tôi như bừa, tức giận không còn có chi bằng. Với người nào khác có thể dằn, còn với bạn đồng chăn đồng gối. Nay lại nỡ nhân tâm phản bội, không thể nào tha tội được đâu.
càng nhớ càng như lửa thêm dầu, và liền về ngửa nằm lâu suy nghĩ. Một là bắt tận tra cho phì, hai là làm nhục sĩ mới vừa. Ba mướn người bắt trói xẻ cưa, để trả lại thù xưa bị đánh. Lòng căm hận càng sôi sục mạnh, nghĩ tới lui không rảnh trong đầu. Tức bạn bè chơi đã từ lâu, tiền bạc tốn biết bao nhiêu kể, lại cũng bỏ cả bề danh thầy. Lời mẹ cha cũng để ngoài tai, đối bạn bè như bát nước đầy, ân chẳng trả lại xây trả oan. Tôi càng nghĩ lòng càng chán ngán, hạng người này để sống làm gì, mướn hung đồ giết phất nó đi. Tôi nghĩ thế đến khi mê ngủ, liền trong giấc chim bao phất phù. Thấy một bà đội mũ quan âm, vẻ trang nghiêm khắc kẻ tục phàm, từ ở phía trời nam bay tới. Hiện trước mặt tôi và liền nói, mừng cho người sống mối nợ xưa. Người bạn mà người rất mến ưa, người đã có nợ xưa với nó. Thuở xưa có tên Hoàng tên Võ, cũng đồng thời sanh có một niên. Võ là con một vị ngữ tiền, vừa giàu có vừa quyền thế lớn. Hoàng con của một nhà nghèo khôn, nhưng trời sanh tinh dũng thông minh. Ở nhà trường ngày học giỏi có danh, còn tên Võ tánh tình ngu xuân, được nhờ quan nhiều lần chỉ dần. Cả hai người kết bạn với nhau, càng ngày càng khăng khít thâm giao, việc giai cấp nghèo giàu quên cả. Cha của Võ rất không ưa già, rầy Võ sao chơi kẻ nghèo nàn, không tìm người thế lực giàu sang. Để kết bạn cho ngang gia phẩm, Võ bất kể lời cha rầy mắng, chơi với Hoàng càng mắng thêm hơn. Hoàng muốn chi Võ cũng chịu luôn, dù là biết ngàn muôn khăn khó. Coi tiền bạc rẻ như rác cỏ, lòng thương Hoàng hơn vợ con yêu. Hoàng nói chi đều cũng nghe theo, đối Hoàng chẳng một điều nào mít. Võ thường bị bạn giàu châm chích, vì Võ chơi qua thích với Hoàng. Ai nói chi Võ cũng chẳng màng, lòng Võ mến thương Hoàng tột bực. Bị xàm tổ bị gánh thế lực, cha Võ đành mất chức hồi hưu. Ngày đêm vì hổ nhục sầu ưu, sanh bệnh chẳng bao lâu kê chết. Từ đó cả gia tài tiêu hết, Võ trở nên thất nghiệp bơ vơ. Lúc bấy giờ Hoàng gặp hội cơ, đổ quan tràng được vua gọi tới. Làm một vị đại thần cận giới, vua lại đem con gái gả cho. Hoàng bây giờ chức lớn giàu to, trái lại Võ nghèo sơ nghèo xác. Từ cha Võ bình sanh kê thác, Võ phải về chầu chực tóc
tan, nên mấy năm đã cách xa hoàng, chịu nghèo khổ lang thang vất vả. Nghe tin hoàng được làm quan cả, võ rất mừng vội vã đến thăm. Võ băng rừng vượt núi suốt năm, mới tới chỗ của hoàng cấn ngự. Hoàng chẳng nhìn nhận là bán cổ, lại còn cho là thứ ăn mày. Bao lính hầu kéo đánh nát thay, thêm chửi bới nhiếc xài thẩm tay. Mặc dù gió nhiều lời khóc kể, xin hoàng nên nghĩ nhớ bạn xưa. Càng nói càng bị linh đánh bừa, hoàng bao linh đuổi sâu khỏi cửa. Gió giận tức đến tuôn máu mưa, thề lớn rằng chờ thuở trả thù. Chưa trả xong lòng chẳng nguôi đâu, dù cho phải chịu đầu thay mày. Trong vũ trụ bất kỳ thế giới, hoàng sanh đâu gió lại sanh theo. Từ trước giờ cứ thế như kêu, nhưng chưa gặp dịp nào để trả. Nay người sắp đến ngày xả quà, nên nghiệp xưa phải trả khôn dời. Tên hoàng kia vốn thiệt là ngươi, còn tên võ là người bạn ấy. Nay ngươi dẫn nó làm việc quay, định mướn người giết hại nó đi, thì nghiệp xưa kia vẫn còn y. Nó sẽ đợi thời kỳ bao nửa, lửa đang cháy đem dầu để chữa, càng cháy thêm lên chứ tắt đâu. Vậy khuyên người bỏ ý trả thù, để dứt nợ từ lâu đã thiếu. Tiền nghiệp mấy khi người chưa hiểu, nóng giận bao cũng dịu lại ngay. Coi thế gian là kiếp trả vay, người nên biết từ đây kha tranh. Bà nói xong rồi quay lại mạnh, theo hào quang trôi ánh bay đi. Tôi giật mình thức vậy nghĩ suy, cho rằng giấc mộng kỳ bí thật. Tôi vốn một con người duy vật, nhỏ lớn chưa hề biết chiêm bao. Gặp chuyện này quái lạ làm sao, khiến tôi bắt ôm đầu nghĩ mày. Suốt mấy bữa xét đi xét lại, đến cuối cùng tôi thấy nên tin. Vì nếu không có nghiệp của mình, thì chẳng có mộng linh này đây. Tôi bỏ hẳn tấm lòng giết hại, rồi liền kêu bạn lại nói ngay. Nếu chẳng nhờ có giấc mộng này, tôi sẽ giết anh ngay chẳng để. Bạn nghe rõ những lời tôi kể, mặt xám lên tỏ vẻ ăn năn, liền xin tôi mở lượng hồng khoan, thể đến chết chẳng làm thoái ấy. Kể từ đó bạn tôi sửa cải, trở nên người tốt mấy hơn xưa. Tôi lại càng thêm sự thích ưa, quên tất cả chuyện xưa lầm lỗi. Nhưng ông ôi đời không biết nổi, quả này quả kê tới quả kia. Đời của tôi còn lắm nữa kìa, đâu một việc
kể ra sao hết. Nghe sư kể đoạn đời bi thiết, được mong lành mất nghiệp oan xưa, khiến lòng ta lại bắt thêm ưa, cho rằng cũng là cơ duyên đây. Bầu trời rộng nơi nào cũng vậy, Phật không quên tìm giải con duyên. Sư cụ con nhà có quý quyền, lý gia hẳn nhiều nguyên nhân lắm. Ta nín lặng một hồi suy gầm, rồi mở lời chậm chậm thưa rằng: sự tu hành cũng có duyên căn, nhiều khi muốn mà làm không được. Có lâm kẻ do duyên thuở trước, hoặc là người chướng phước lâu xa, tự nhiên tu không đợi nhắc ra, hoặc được nhắc đến là hối ngộ. Như sư đã vào đường tịnh độ, tôi nghĩ rằng nhờ có duyên sâu, mới xa lìa được cánh sang giàu, ở chùa miếu sầm nâu khổ hành. Sư rằng cũng do nơi hoàn cảnh, số đầy tôi bước đến cánh thiền. Thật là không phải sự tự nhiên, đời tôi viết nên thiên kỳ sự. Ta đưa mắt nhìn nơi sư cụ, hiểu ít nhiều tâm sự đời sư. So lại mình nhiều chỗ tương như, muốn hầu chuyện với sư thêm nữa. Ta thưa ngay không còn lần lừa, rằng kể ra cũng có duyên gì, mới lôi chân đến cửa từ bi, quên trời lạnh quên khí khuya khoắt. Nghe đời của sư bài văn tắc, khiến cho tôi cũng bắt ngẩn người. Nghiệp này không riêng của sư thôi, mà còn có nhiều người như thế. Nhưng việc thiện xưa không chưa đầy, mong lành đâu mấy kẻ thấy ra. Việc nên tha mà chẳng biết tha, nợ chẳng trả tạo ra thêm nợ. Bởi không biết nên lòng không sợ, nghĩ ra đâu khác kẻ đuôi mù. Việc bí kỳ đối với nhà sư, theo tôi nghĩ còn nhiều chẳng ít. Xin sư lấy một vài bi kịch, kể thêm nghe tôi rất cảm ơn. Sư rằng tôi đâu có ngại ngần, kể nhiều sợ làm ông chán ngần. Đời tôi còn biết bao nhiêu đoạn, đoạn vừa qua là bán phán tôi. Nhưng cũng chưa đăng mấy ông ôi, đoạn kê mới tày trời hơn nữa. Cũng vào lúc tuổi xuân đang thờ, bạn lừa tôi sau đó ít lâu. Tật chơi bời vì đã ăn sâu, chỗ tửu điểm nơi đâu cũng tới. Một hôm nọ ở nơi dạ hội, được gặp người con gái rất xinh. Trông thấy tôi cô lại liếc
tình, tôi gọi đến ngồi gần bên cạnh. Tình có rượu khiến tình thêm mạnh, nghe đờn ca thêm tanh bướm ong. Thôi đã quen ngựa khách má hồng, gặp gái đẹp khiến lòng thêm mết. Lời tình tứ bao nhiêu tuôn hết, toàn những câu tha thiết yêu đương. Lôi gió trăng cô cũng chẳng nhường, lời luận biển mọi đường thông thay. Kể từ đó tôi thường đi lại, cả hai đàn đều thấy thích nhau. Rốt cuộc cùng mở đồng nguyên đào, mỗi tình ai giữa nhau càng siết. Tôi đặt sự yêu cô trên hết, lúc ấy tôi như điếc như mù. Chỉ biết cô chẳng biết ai đâu, không cô sẽ hoàn cầu không có. Yêu đến đổi cửa nhà đều bỏ, ở bên cô suốt cả ngày đêm. Tạo một bầu không khí ấm êm, lòng tôi biết bao niềm sung sướng. Trong lúc ấy lòng tôi những tưởng như thế là được hưởng lâu dài. Cô muốn chi tôi cũng chịu ngay, tiền bạc dẫu muốn xài đến mấy. Hơn một năm cứ như thế đây, có một hôm cô lại bảo rằng hãy cùng nhau mở cuộc lữ hành, đổi không khí cho thêm sức khỏe. Còn nhiều chỗ rất nên đẹp đẽ, đang cho người còn trẻ xem qua. Chúng ta đâu phải hạng tuổi già, mà ngồi mãi trong nhà cho uổng. Hương vị của thiên nhiên nên hưởng, để già rồi muốn thưởng không vui. Còn ngoan du muốn biết đủ mùi, các chỗ phải dạo chơi chậm rãi. Nhưng cục yêu số tiền trong đài, cần đem theo nhiều mới yên tâm. Thoái thường nghe lời của cô phân, dù ai cũng nhận nhìn là phải. Vì thế nên tôi không hề cay, liền về nhà mở lấy tiền theo. Cố nhiên là đem một số nhiều, để vững bụng đúng theo cô muốn. Trong lúc ấy lòng tôi sung sướng, được cùng cô đi thượng cảnh xa. Trời có trăng đêm mây sáng loà, tàu trong lúc chạy qua eo biển. Trời mát mẻ thêm quang nguyệt điền, khéo gợi lòng anh yên chi bằng. Dù cho ai không muốn xem trăng, cảnh này cũng không dằn sao được. Tôi chưa bảo cô liền mời trước, ra bể tàu hóng mát xem trăng. Có phải là thú vị hơn chăng, ngồi mãi trong phòng khó chịu? Lời cô bảo trúng ngay chỗ yêu, tôi bằng lòng liền níu lấy tay. Dắt nhau lần ráo bước ra ngoài, vừa đi lấy vừa lời to nhỏ.
rồi cùng giữa lan can đứng ngó, cảnh êm đềm còn có chi hơn. Chị Hằng xem cũng bắt ghen hờn, cho rằng cặp tình nhân quá khích. Tiên máy tàu chạy nghe thình thịch, pha lẫn lời yêu thích gái trai. Nung nấu lòng thêm nỗi mê say, bao nhiêu chuyện ở ngoài quên hết. Những tháng ngôi lòng người khó biết, trong lúc tôi đang siết tay cô, nơi lòng không còn chỗ nghi ngờ, thình lình bị cô xô xuống nước. Giờ phút ấy mọi người an giấc, cô nhiên không ai biết hay chi. Tưởng thân tôi bị ca nuốt đi, mãi nhờ có thuyền câu cứu vớt. Khi tỉnh lại sau hồi chết ngộp, vừa tức vừa nước mắt tràn trề. Tự trách mình sao quá si mê, bị ác phủ đánh lừa không biết. Nghe đến tiếng yêu đương tha thiết, liền tin theo không xét mới lầm. Nếu không nhờ ngư lão từ tâm, thân này đã tự trầm đáy biển. Tự trách tôi ấy là một chuyện. Dẫn cô kia tán tận lương tâm, đã cùng nhau chung gối ăn nằm, muộn chi cũng chiều làm theo cả. Tiền bạc đổ ra như nước lạ, lời ái ân cũng đã chứa chan. Nay lại đành đêm dạ xoay lan, giết mình cách số thân xuống biển. Hơn năm trời luôn nuôi ông kiến, lòng tôi càng nghĩ đến thêm hờn. Từ đó cho đến bốn tháng hơn, tôi như kẻ mất hồn thơ thần. Mỗi ngày mỗi đó đây vơ vần, mượn rượu làm cơn giận nguôi đi. Ngày nào như ngày nay ly bì, quên nhà cửa quên đi tất cả. Tôi lúc mây chính trong lòng già, chẳng còn tin nhân quả là chi. Cho đợi mình còn có ra gì, ở tốt mãi chuyện nguy cứ gặp. Trong khi đó tôi mong trời sập, để chết tôi chết hết loài người, trong lòng không còn muốn sống đời. Chăng đến đổi thấy người đều ghét, tha hồ uống rượu chè bé bét, gây gỗ luôn không biết từ ai. Bỗng một hôm trong lúc rượu say, tôi lại bước vào ngay một tiệm. Đó cũng chính là nơi tửu điềm, gặp một cô trang điểm rất xinh. Nhìn kỹ ra tôi bắt hoảng kinh, chính là kẻ xấu mình trước đây. Tức thời tôi liền kéo cô lại. Cô giả giờ ra kẻ không quen, và chính cô cũng đổi khác tên, bảo rằng chẳng hề quen tôi cả. Nghe cô nói lòng tôi giận qua, bảo rằng cô là kẻ sát nhân. Gần gũi nhau đã một năm hơn, nay lại bảo không quen biết tới.
tội giết người muốn cho được khỏi, nên dùng lời nói dối phải chăng? Lúc ấy cô lại nói lớn rằng tôi say rượu nhìn lầm nói bậy. Cô vào trong kêu người khác lại kêu tay tôi bảo phải đi ngay. Nhược bằng con ngồi nói giống dài sẽ kêu linh bắt ngài tức khắc. Không chừng cỡ chỉ đem làm chắc, tôi đành cam chịu nhục đi ra. Từ đó đi về đến tới nhà, tôi oán giận kể ra sao hết. Bị xô xuống biển sâu gần chết, nay lại còn bị nhiếc xài thêm. Câu chuyện này quyết chẳng để em làm sao rửa được hèm mới chiều. Qua suy nghĩ đầu tôi nắng chiều, suốt mấy ngày ăn ngủ không yên. Con người tôi dượng thể như điên, nổi giận tức càng lên cực độ. Cuối cùng tôi lấy con dao nhỏ, quyết đêm khuya chặn ngõ cô về. Giết phức đi dạ mới hạ hay, thư bất nghĩa sống chỉ vô ích. Vừa nghĩ thế thấy trong người mệt, nằm lăn ra ngủ mất hồi nào. Hiện thấy ra một cảnh chim bao, cũng bà lão thấy lâu rồi đó. Nương hầu quan bà sang nói rõ, ở này người tuổi trẻ kia ơi. Đó cũng là nghiệp bao lâu đời, hãy vui trả cho rồi chớ hận. Cách khoảng đây cũng lâu xa lầm, có vợ chồng tên Phấn tên Nga. Nga mặt mày có chút xấu xa, nhưng tánh nết thật là rất tốt. Phân muôn chỉ đều chiều theo nốt, dù cho là những việc khó khăn. Phân lại là có tánh cọc cằn, thường đánh chửi Nga hơn con vật. Lòng Nga biết bao nhiêu buồn bực, nhưng thương chồng quên hết đớn đau. Phấn dù làm khó dễ cách nào, cũng lòn cuối chiều theo tất cả. Mắt dù thế phấn không vừa già, đi rượu chè mèo má lung tung, khi về nhà quắc tháo hành hung, vật không đồng cũng tung cũng đá. Tuy Nga rất lấy làm buồn bà, nhưng vẫn lời nhỏ nhẹ khuyên can. Phân chẳng nghe còn chửi mắng gian, Nga đành phải nín thinh để chịu. Không khi giữa gia đình nắng triều, mọi việc do Phân tạo gây ra. Lúc ấy lòng của Phân chán Nga, lại đi lấy một cô gái khác. Nhưng một hôm trời trong gió mát, Phấn dùng lời dối gạt bảo Nga. Hãy cùng nhau đi dạo núi xa, đổi khí hậu ở nhà buồn qua. Nghe chồng nói Nga mừng trong già, tưởng chồng mình cái quá ăn năn. Nga liền lo sửa soạn hành trang, rồi cùng Phấn đi xem cảnh núi.
phân rằng muốn có nhiều gió thổi, cần leo lên cho tới chót cao. Ngã nghe lời rồi phân cùng nhau, trèo đến chỗ thật cao đứng ngó. Lòng của phân ngã đâu biết rõ, trong lúc ngã đứng ngó phía xa. Bất thình lình phấn lại xô nga, rơi xuống vực thâm xa mù mịt. Phân cho rằng là nga đã chết, liền trở về tóm hết của tiền. Dẫn tình nhân đến một chỗ riêng, tạo lập một gia đình mới khác. Trong lúc ấy thân ngã tưởng thác, nhờ rớt trên ở các dây bìm. May có tiểu phu được trông xem, cổng về trại thuốc men lành mạnh. Ngã trở về nhà thì vẫn lành, phân bỏ đi biết dáng hồi nào. Ngã buồn rầu thành phát bệnh đau, cách đó một năm sau bỏ mạng. Linh hồn vẫn ôm theo nỗi oan, từ lâu rồi chưa đặng rửa ra. Phấn là người cô ấy là Nga, nghiệp oan ấy nay đã mùi mần. Đành phải trả chứ không thể trốn, ngươi nên mừng chớ giận oán chi. Nay nếu ngươi mưu giết cô đi, sau này phải trả nguy hơn nữa. Tình dục vốn là nơi biển lửa, rơi vào thường bị nó thiêu đi. Muôn dứt xong cây kiếp mê si, người hãy sớm quy y tu tình, bỏ tất cả những mùi chúng đình. Cũng chữa đi các tánh muốn ham, lìa sự đời vào cửa thiền lam, chịu khổ hành lo làm Phật sự. Dình chay lạc giới răng luôn giữ, trong lòng luôn niệm chữ A-di. Mặc cho đời ngạo báng khinh khi, học theo Phật từ bi hỷ xa. Kẻ hung ác với phường gian cá, được lợi to cũng chả lâu dài. Chỉ tạm thời hưởng lấy hôm nay, nhưng phải trả ngày mai đau khổ. Lấy kịp người để mà hiểu rõ, xưa làm chồng giết bỏ vợ hiền, nay bị người mưu hại liên miên, tốn tiền của không yên thân sống. Tạo nghiệp chẳng khác nào gieo dùng, gieo thứ nào lên mầm thứ ni. Đừng tưởng rằng trời chẳng biết gì, luật nhân quả không ly một mày. Hại người tất bị người hại lại, làm phải thời có phải trả cho. Ấy tự nhiên của mấy thiên cơ, nay hay thuở ngàn xưa cũng thế. Kẻ dân giả hay ông hoàng đế, cũng nằm trong đỉnh lễ trả vai. Cân công bằng chẳng vị tư ai, có vai tức có ngày phải trả. Thứ chậm trai thứ mau có quả, tùy nghiệp nhân nặng nhẹ mà ra.
chớ cho rằng trời chẳng thấy quang, gian dối mãi ấy là lầm lạc. Có một việc ta cần nên mách, để cho người được biết lo toan. Khắp hoàn cầu sắp có chuyện gian, cuộc biến hải thương tàn rất lớn. Thay cảnh vật rửa đời như bần, không nơi nào trốn tránh khỏi đâu. Tự ngàn muôn triệu kiếp xưa lâu, vẫn thay đổi biết bao nhiêu lượt. Lập lại mới cho người hữu phước, sống thanh bình sống cuộc an cư. Người khá mau biết kiếp hoại hư, lo tu tình lánh đời mong quyền. Nói đến đây lão bà liền biên, có một luồng gió lạnh thổi qua. Tôi giật mình vội mở mắt ra, lần nhớ lại lời bà trong mộng. Tự nhiên thấy lòng tôi cảm động, mới bắt đầu nghĩ đến có thần. Từ trước nay tôi vẫn tưởng rằng có người chứ Phật thần không có. Tôi đã có nhiều lần xiên xò, những hạng người bao có Phật thần, nay được nhờ thấy mộng hai lần, cũng một vị nữ thần như trước. Dạy rành việc quả nhân tội phước, nhất là cho biết được tiền căn, khiến lòng tôi mừng rỡ vô ngần. Lúc ấy tôi còn mang dao nhỏ, tôi lấy ra ném bỏ ngay đi, lòng oán hận cũng hết tức thì. Kể từ đó cứ suy nghĩ mày, mặc dù đã có nhiều của cái, từ lâu rồi đủ loại ăn chơi, chỉ vui say trong một phút. Hồi qua rồi vẫn thấy đời vô vị, lần lượt hết qua thời ấu trì, già đến rồi khổ lại còn hơn. Cây chỉ đi ra cỏ ra phân, ai cũng thấy không hơn nữa được. Kiếp người đến đó là rốt cuộc, khác nào như một giấc chiêm bao, nổi bấy nhiêu cũng chán làm sao. Huống thần giấc chiêm bao đã dài, đời sắp đến tan thương biến hài, nếu thế thì còn cái chi đâu. Chỉ còn phương quy Phật hồi đầu, mãi ra giải được câu trần khổ. Nghĩ như vậy liền trong khi đó, tôi bèn đem nói rõ cha tôi. Buổi đầu cha tôi chẳng ứng lời, sao rốt chịu cho tôi quy Phật. Nhưng bảo tôi tìm người đại đức để quy y khỏi thất chân truyền. Lúc ấy tôi đi khắp chùa thiền, những đâu cũng không đành búng cả, bởi phần đông chấp câu nhân ngã, cho chùa mình hơn cả các chùa, toàn là theo cái lối bán mua. Mùa cung thì mua đồ chung mới, thấy sư tăng lắm người giả dối, làm cho tôi muốn thối tâm thần. Nhưng xét vì họ cũng phàm nhân, bọn họ chỉ một phần tử sâu,
Không phải các sư đều dạy rau, cố tìm thêm một giáo nữa xem. Thẳng như đầu đó cũng lúc lem, đến chừng ấy bỏ em cũng được. Thế theo lời thần linh mách trước, mình có duyên với Phật chẳng không? Vậy ráng đi tìm kim giáp dòng, có lẽ đến cuối cùng sẽ gặp. Lầm nghĩ thế tôi đi tìm khắp, chốt hết tôi đến gặp chùa này. Một nhà sư có tiếng gần đây, là chân chánh khiến ai cũng mến. Trong lúc đó khi tôi bước đến, thấy mặt sư trong bụng liền tinh. Đức hạnh sư thấy lộ ra hình, người đoan chánh nói năng lề lôi. Từ đó tôi quy y thọ giới, ở chùa này cho tới bây giờ. Thật đúng câu đạo có duyên cơ, duyên cơ chẳng khó sợ gặp đạo, do giấc mộng gặp thần mách bảo khiến cho tôi vào đạo tu hiền. Chuyện ấy truyền đến kẻ xóm riền, có nhiều kẻ đã nghiêng theo Phật. Nãy giờ ta ngồi nghe sư nhắc, chuyện kể ra cũng rất hiếm hoi. Sư vừa ngưng ta lại mở lời, cảm ơn cụ cái đời của cụ, thật là một cuộc đời công tử. Bỏ đi tu là sự ích ai, nếu chẳng duyên sâu với Phật đài, khó vào ở chúng này lắm cụ. Vì rằng đã từ lâu nhiễm đủ tánh quen theo các sự ăn chơi, khi vào đây mọi việc đều thôi, chịu dưa muối hầm hiu rất khó. Cảnh quan lạc hồng trần gác bò, mấy mươi năm chuông mỏ tu hành. Kể ra là cũng một anh danh, đâu phải kẻ thường tình làm được. Sự rằng cũng nhờ duyên kiếp trước, riêng tôi dù muốn được giấy gì. Từ ngày tôi vào cửa từ bi, quá hiu quạnh nhiều khi muôn chan. Nhưng mỗi lúc thấy lòng hơi ngang, được mong lành khuyên ráng lo tu. Nhờ thế mà tôi gắng công phu, lo hương khói mấy mươi năm đây. Vào ở chùa nhiều lần bị khuây, giữa tăng ni lâm cái xảy ra. Tưởng đâu tôi hoàn tục hồi gian, nhờ cương quyết mới là vượt khỏi. Phật tuy hay nhưng ma cũng giỏi, trên đường tu tăng thôi dễ dàng. Nếu không nhờ có sự kiên gan, vào giờ tí ra liền giờ ngò. Nhìn miếng ăn đã là rất khó, nhìn thấy nghe việc đó càng hơn. Đã gửi thân nơi chốn thiền môn, còn sân nổ là không phải đào. Vì nghĩ thế bao nhiêu phiền não, mỗi ngày tôi cố tháo bỏ lần. Suốt mấy mươi năm chẳng hề ngưng, xong cũng chẳng dám xưng rằng hết.
có lẽ phải trì tâm đến chết được hay không là phúc cuối cùng. Trước Phật đài thề vẹn thị chung, dù sanh tử tôi không thể bỏ. Tin chân lý là đường sáng tỏ, mọi việc do theo đó không lầm. Phật là chân giác ngộ hơn phàm, lời Ngài dạy cứ làm ắt trung. Ta rằng lời của sư rất đúng, Phật vì thương sanh chúng nói ra. Nói vì lòng tự giác giác tha, không phải nói để mà thủ lời. Những chỗ của Ngài thông hiểu tới, nói ra cho người khỏi lạc lầm. Ấy chính là do cái từ tâm, nên nghe đến đây làm thì tốt. Có nhiều kẻ báo rằng không hợp, chẳng qua vì cô chấp một bên. Nếu lấy lòng quảng đại công nhiên, phải nhìn nhận không xiên xỏ được. Ví dụ bồ thị không chấp trước, làm ân không mong được trả ân, ấy mới là thật có lòng nhân. Điều này có phải chăng tốt đẹp? Không như thói thường lòng nhỏ hẹp, tay trái đưa tay mặt lấy vào, giúp người mà không được cả mau, sanh hận trách hoặc mưu nhiễu hài. Không luận đến trong hàng giáo phái, chỉ dựa vào những loại để phân. Người hại người là việc bất nhân, ngu mỹ cũng cho rằng vô lý. Người không được vì lòng ích kỷ, đi hại người với ly bất công. Điều này người muốn miệng một lòng, nhận rằng đúng chứ không thể cài. Thẳng như có người cho rằng trai, trai ấy tự không phải trai công. Trái cá nhân không trái đại đồng, trái với kẻ chỉ trong một mặt. Tôi muốn nói rằng lời của Phật là lời chung của khắp chúng dân, chớ không riêng của một cá nhân, dựa một mặt xét phân là sai. Tôi rất muốn sao toàn nhân loại lấy tinh thần quảng đại xét suy, sẽ hiểu rành tâm trạng từ bi, chừng ấy chẳng còn nghi nữa được. Sự rằng cũng lấy làm mong ước, mọi người đồng hiểu được Phật tâm, để sớm lo giải nghiệp mê lầm, cho đâu đó hết cơn sầu khổ. Nhưng nhận thức mỗi người mỗi chỗ, không cùng chung trình độ như nhau. Thành thử dù có lâm ước ao, tôi chỉ thấy chim bao một cành. Ta rằng cô nhiên gì khác tình, mà mỗi người nhận định sai nhau. Những người tu cứ dần ước ao, cho nhân loại cùng nhau hướng thiền. Biết rằng khó thành như ý nguyện, những ý mong đều thiện cứ mong. Cố làm dù cho được hay không, vẫn tiêu biểu tấm gương bác ấy.
Sư rằng lời của ông rất phải, lòng của tôi cũng thấy thế ni. Nên từ lâu tôi vẫn cố lì, lầm nguyện ước không khi nào bỏ. Tôi thường khuyên thập phương lớn nhỏ, làm hiền lành chừa bỏ hung hăng, đôi với nhau lấy lẽ công bằng, và gìn cách ở ăn trong sạch. Lòng nhớ niệm A-di-đà Phật, sẽ được qua khổ ách tai nạn. Ngài lâm chung có Phật bước sang, rước về cõi Tây Phan tịnh độ. Có nhiều kẻ nghe tôi khuyên dầu, biết ăn năn hối ngộ rất nhiều. Nay buồn tôi như bông xế chiều, chẳng còn sống bao nhiêu tuổi nữa. Sự khuyên nhủ người đời tu sửa, sẽ không còn mấy bữa nữa đâu. Bỏ xác tôi không chút buồn rầu, nhưng tiếc sớm ngừng câu giảng giao. Ước gì được trường xuân bất lão, để kéo dài ngày giáo độ đời. Hiện nay trào văn vật thảnh thời, thiếu đạo lý người đời dễ lụy. Một ngày một thêm nhiều thuyết ngụy, biết bao trò quá mỹ gạt người. Kẻ tu hành nếu thiếu kém lời, sẽ không giúp cho người tính mong. Cứ quay cuồng theo luồng mới sống, càng ngày càng mơ mộng thêm lung. Mặc cho tâm trí nghĩ lung tung, khiến thân sống như cầm thêm rò. Tôi nhiều lúc canh ba chuông gò, giấc chưa an cứ nhớ sự đời. Lo sao cho giải thoát mọi người, khỏi đau khổ của đời tam vật. Kim tiền chẳng phải là sự thật, chỉ đóng vai trong một tấn tuồng. Trên mặt đào kép lộ vui buồn, chỉ giả dối chứ không phải thật. Kẻ xem đó lại rơi nước mắt, tưởng cho là sự thật rất lầm. Phải làm sao tin được chân tâm, biết thật giả khỏi lâm sầu tham. Hiện tại có nhiều điều dễ cảm, cũng chỉ làm thỏa mãn xác thân. Những xác thân là cái tạm trần, bồi bổ mấy cũng không bất lão. Càng trao chuốt càng thêm khổ não, rốt cuộc rồi mỏng áo quần không. Bao nhiêu điều chế tạo luôn công, không cứu được xác thân khỏi chết. Tôi nghĩ thế nên xem thường hết, sự phấn son con hát một màu. Đại sự là cần dứt khổ đau, làm nhân loại hết câu lão tử. Điều này ngày nào chưa thành sự, tiên đến đâu cũng chỉ trò hề. Không thể làm tôi bị say mê, trái lại chỉ thêm ghê gớm nữa. Tôi đã gặp lắm lần binh lừa, thấy loài người hùm hổ như nhau. Gặp
mồi toan ăn xe quấu quào, phải hay quay nào đâu đếm xìa. Vợ trước bánh vợ sau bị chia, mạng sống người múc rẻ giường bao. Càng thấy càng bắt dạ ngang ngao, lòng tin Phật càng cao thêm nữa. Ăn khoai bắp để cho qua bữa, chính là cơn nước lửa đó ông. Người chỉ lo ta độc hữu xong, quên rằng hiện trong lòng đang đói. Tôi lúc đó dù cho muốn nói, cũng không làm sao gọi ai nghe. Thật thấy mê khó dục cơn mê, chính là cảnh đã qua rồi đó. Ông đâu biết người tôi lúc nọ, tuổi đã già nhưng có yên đâu. Chỗ này hầu chỗ khác cũng hầu, ăn đã chẳng ngủ đâu yên giấc. Thấy việc thế xét ra lời Phật, tôi ngậm cười cho cuộc thế gian. Thân chưa xong lo việc bao đàn, đợi đến lúc hơi tàn mới hôi. Thật đang chán sự đời giả dối, nhưng làm sao cho mọi người tin. Cứ ngồi đây gõ mõ tụng kinh, không giúp được nhân sinh tỉnh thức. Muốn đi khắp gần xa giảng đức, nghi ngặt vì tôi thân xác đã già. Lúc trẻ thì chưa hiểu rộng ra, khi hiểu được thì già khôn liều. Cành trái ngược dù ai cũng chịu, ông là người thông hiểu đạo đời. Lại cũng còn tuổi trẻ đương thời, có đủ sức hơn tôi gấp mấy. Còn nhiều ngày giúp cho nhân loại, quay về đường chánh đại quang minh. Tôi nghĩ ông nên mở rộng tình, đem chân lý kêu lên khắp chốn. Ta rằng tôi quản chi thân khủng, biết bao nhiêu chỉ dẫn bấy nhiêu. Nói cạn lời chẳng tiếc một điều, từ lâu chẳng ngất kêu tu tình. Cũng có kẻ cho rằng nói phình, hoặc bảo là quan niệm lỗi thời. Tôi cũng không vì đó ngưng lời, vẫn khuyên đến khi người nhận phải. Đang ôm nặng khối tình nhân loại, đời của tôi cần phải hy sinh. Không riêng tôi đến cả gia đình, xin hiến hết cho dân không tiếc. Miễn dân chúng tu hành sớm biết, thân tôi dù phải chết cũng vui. Sư cụ vừa nghe đến lời tôi, vừa vui vẻ vừa lời kính cần. Rằng tôi chẳng phải là quế nhàn, lúc này tôi thấy dáng người ông. Tự nhiên tôi thổi thộp trong lòng, ý cho rằng chẳng phải thường nhân đây. Chùa này biết bao người qua lại, tôi chưa hề kinh hãi một lần. Nay thấy ông tôi khiếp tinh thần,
có thể nói là lần thứ nhất. Nãy giờ nghe ông phân đạo đức, tâm linh tôi đã mất không sai, như lời ông vừa nói trước đây, đâu có phải mỗi ai cũng nói. Đầy bác ái ẩn sau tiếng gọi, thật tình yêu nhân loại đại đồng. Nếu tăng ni đều cũng như ông, ai đâu dám đem lòng khinh về. Tuy thân xác của ông son trẻ, nhưng tâm hồn già cả còn thua. Tuy 30 năm ở nhà chùa, tôi rất thẹn rằng chưa bị kịp. Cuộc gặp gỡ này đâu mấy dịp, xin ông vui lòng tiếp nói thêm. Hôm nay dù có thức suốt đêm, tôi vẫn chẳng thấy thèm buồn ngủ. Và như tôi tở cây héo rù, gặp ông đây như có mưa vào. Tôi có duyên với Phật dường bao, nay nghe đạo mai dầu có chết. Tôi ngồi nghe đệ sư nói hết, xong rồi ta mới tiếp thưa rằng, tôi cũng mang mình thịt xác. Trần sự khen quả tôi không dám nhận. Người thương người ấy là bổn phận, có lạ chỉ khen tặng quá lời. Tôi đem thân công hiến cho đời, ấy cũng chỉ là nơi bổn phận. Kẻ làm sớm người thì làm muộn, đã là người ai chẳng thương nhau. Thế cho nên giúp đỡ dường bao, cũng không thể tự hào chi được. Lúc nào cũng mát là tanh nước, ấm tự nhiên là sức mặt trời. Tuy giúp đời chẳng tưởng giúp đời, ấy là bổn phận người phải biết. Từ sanh tiền đến khi nhập diệt, Phật há không xương thuyết ấy sao? Nếu tôi còn sống sót ngày nào, tư tưởng ấy vẫn rao truyền mãi. Sự rằng thật là chân bắt ai, tư tưởng ông quảng đại vô cùng. Có mà không không cũng vẫn không, gương soi vẫn mãi lòng chẳng vương. Tưởng không tưởng mới là thật tưởng, hưởng mà không thì hưởng mới chân. Nhận thức ông khác lối thường nhân, hiện tại đang thay chân Đức Phật. Ta rằng đạo vốn là sự thật, lấy đó làm trụ cốt nói ra. Tất nhiên là chân lý không xa, cũng chẳng trái lời chư Phật dạy. Bởi giả dối nên thường biến hoài, muốn được luôn tồn tại bất di. Cần chắc dinh sự thật làm quy, đặt trên cả sự gì quyến ảo. Đó là chỗ hướng về cửa đạo, muôn kệ kinh đều bảo như nhau. Chính tôi không để vắng ngày nào, luôn để trí tâm vào sự thật.
gần đây dấu tiêu tan vạn vật, sự thật là sự thật không tiêu, đại khái là chỉ có bấy nhiêu, mong ai cũng tìm theo đến rốt. Ngày nào còn kẻ chưa hiểu nốt, nhà tu hành chưa hết việc tu. Dù tôi già sức yếu như sư, cũng hằng hay chớ ngơi bổn phần. Mai dù chết nay luôn chỉ dần, lòng từ bi độ tận chúng sanh, gần tắt hơi còn để lợi lành. Xưa nay các Phật luôn thế cả, sư rằng rất lấy làm quý quá. Lời của ông nung dạ tôi thêm, dù ở chùa tôi chẳng ngồi êm, thường đi lại để khuyên ba tanh. Của cung thì mỗi khi có thành, thường đem ra cứu cảnh dân nguy, cất nhà thương lập viện cô nhi, cất trường học hoặc xây cầu công. Các chùa khác cái lúa tiền dư đồng, chia nhau xài chẳng dùng cho ai. Bỏ các điều xã hội ra ngoài, vì thế khiến nhiều người bất mãn. Tôi đã đến tận nơi khuyên vàng, cần phải lo cải chánh cho mau. Cảnh chùa không phải chỗ làm giàu, chớ đổi lốp nhà tu lợi dùng. Tăng ni phải sống gần dân chung, hưởng của đời phải dân dạy đời. Hãy treo gương hiền đức tốt tươi, đừng giả dối bị người nhạo báng. Sợ gì bị nhiều người bất mang, bởi tăng ni không đặng chân tu, đành nhân hư chớ đạo bất hư. Nhưng chùa cũng tại sư mà văn, chan sư việc đi chùa bắt chan, một người làm cả đám mang nhơ, làm thế là không hợp Phật cơ. Tu chẳng giúp ai nhờ tu dối, chỉ làm chương mắt trong xã hội, đâu mở đường khai lối cho ai. Nếu tăng ni cứ mãi thế này, cửa thiền sẽ không ai bước tới. Ở chùa miếu không gìn luật giới, nhìn người đời đâu khỏi hổ hang. Và thiện nam tinh nữ thập phan, đâu ai gọi là tăng sư nữa. Chùa cũng chẳng phải nơi trốn nợ, chớ vào đây ăn ở yên thân. Phải luôn luôn hoạt bát tinh thần, nêu cao cái tâm hồn tăng chung. Đủ phương tiện giúp vua nhân chủng, chẳng ngại thân trong cảnh khó nào. Thường ban vui cứu vớt khổ đau, được như thế người nào chẳng mến. Khắp đó đây tôi thường đi đến, chùa nào tôi cũng khuyên thấy ni. Bản ngã to như núi tu di, ít người chịu bỏ đi chuyện dối. Mượn chùa để làm nơi thủ lời, ai xem qua chẳng khỏi buồn lòng. Lời Phật thì đáng kính đáng tôn, nhưng tăng chung ít ông mến được.
trào lưu mới cuộn như sông nước, lối tu hành cũ rích thế ni. Chỉ làm cho người bắt hoài nghi, khó dắt họ quy y theo Phật. Phải biết câu kiến cơ nhi tác, chớ không nên cố chấp một phương. Tùy thời cơ dùng cách thích đương, để dắt chúng vào đường giác ngộ. Không nên chấp đi đường thủy bộ, miệng làm sao tới chỗ được rồi. Chịu uống cho phù hợp thế thời, mới không khiến cho người bỡ ngờ. Đời tiến bộ đạo cần tiến bộ, lửa cháy nhiều nước chữa phải nhiều, thuốc đầu tháng thì chỉ bấy nhiêu. Nhưng tùy chân có nhiều giá gì, không làm thế bệnh không thể trì. Theo ý tôi ông nghĩ thế nào? Ta rằng lời sư đang biết bao, thật là một nhà tu xứng đáng. Sự phổ quá tùy theo giai đoạn, xem thời cơ không đặng chấp nay. Miệng sao cho dân tỉnh cơn mê, dù phải dũng phương chi cũng được. Kẻ đường khác mà không cho nước, lại cho tiền là ngược phải chăng? Người cần tiền để giải khó khăn, lại đem nước đến dân là trai. Tùy trường hợp đấy mà đối đại, chớ không nên chấp lấy một bầy. Khi lấy mê để đổ người mê, có vậy mới tiện bề dắt chung. Lời mới này của sư biện luận, nếu các chùa ai cũng làm theo. Cửa thiền không đến đổi mốc mèo, bà tanh sẽ kéo nhau đến viên. Chẳng cản trở trào lưu dân tiến, giúp cho thêm phát triển tinh thần. Giữa tăng ni với cả nhân dân, sẽ khăng khích không còn rời ra. Đâu hổ mặt là người tự giác, và cũng không cái thuyết từ bi. Miệng đời đâu còn kẻ khinh khi, ai thấy mặt tăng ni chẳng kinh. Từ lâu bị tiếng cho lừa phình, sẽ tự nhiên được đinh chánh ngay. Kẻ vô thần cũng bắt nghiêng tay, huống hồ với những ai mổ đào. Nhà xã hội trên nền Phật giáo, sẽ làm cho trường cứu hòa bình. Trí huệ dung hòa với tánh tình, giữ vật chất tinh thần cân đôi, tất sẽ thấy ở trong xã hội. Con người lần trở lại tốt lành, những thói quen tự lợi tự sanh, sẽ đổi lại cộng vinh cộng là. Không ai muốn cho ai phải thác, chia áo lành sớt bớt cơm ngon. Toàn nhân sanh cùng một tâm hồn, sống sáng suốt sống không nghèo đói, biểu hiện rõ khối tình nhân loài. Cũng không thua gì cõi thiên đàng, tinh thần ai cũng được minh quang, không ai có việc làm vô ý.
lấy tâm chủ của đời sống trì. Trong đời đâu còn kẻ ác nhân, nỗi bất bình giữa lớp chúng dân lần lượt sẽ bình phân lại được. Việc nói đức hay là nói phước sẽ không ngoài công cuộc này đâu. Rất mong rằng những kẻ sòng nâu nối liền được cây cầu xã hội, ngồi một chỗ luận câu phước tội, không đứng ra mưu lợi cho đời, sẽ không gây thiện cảm với người, dù nói mãi không ai nghe đến. Huống có kẻ giỏi bề luận biện, đạo nơi thân không chuyện nào xong. Mượn cái kinh làm việc buôn rong, càng dễ khiến cho dân chung ghét, nên bỏ hết những điều lau khoét, phải thiệt tu và phải yêu dân. Đi đúng lời cầu đạo xa thân, ở chùa phải cho chân đạo hành, giữ nhân cách tốt hơn ba tình, nói thế nào làm cũng thế ni. Tránh đừng bôi lọ cửa từ bi, gương sáng của tăng ni nêu rò. Sư cụ chẳng lời ta liền tỏ, rằng lời ông dễ có mấy ai. Luận biện theo tiếng nói đời nay, những phương pháp không sai căn bản. Khéo gói ghém đầu đuôi chắc chắn, ai nghe qua cũng đặng hiểu ngay. Quan niệm ông thật rất là hay, kết luận việc đạo đời là một. Theo tôi tưởng nếu suy rau rốt, đạo với đời là một không hai. Nếu ai cho đạo ở riêng ngoài, đạo ấy dựa vào ai mà có? Đời cho đạo là không dinh mỏi, hỏi do đâu đời có kết liên. Thế cho nên đời đạo dính liền, như trái mặt không nên nói khác. Thật ông rất là người hoạt bát, xin lỗi ông sự học đến đâu. Ta thưa rằng học chữ không sâu, học tai mắt chỗ nào cũng học, nhất là học bằng nơi trí óc. Mỗi ngày tôi mỗi học không ngừng, thường dạy tôi là cả chung dân, cả vật chất tinh thần đều học. Sư còn nhớ câu tâm là Phật, Phật là tâm trong các kinh chăng. Nếu lấy tâm làm cái bổn căn, vô học cũng như hàng hữu học. Phải hãy quay vô tâm làm gốc, mọi việc chi cũng cốt tâm sanh. Lấy tâm suy tất biết giữ lành, học không học không nên phân biệt, chỉ muốn biết hay không muốn biết, ấy là điều cần thiết đấy thôi. Mang thân người có đủ như người, khôn hay dại tùy nơi mỗi kẻ. Nên lấy tri xét suy cạn lẹ, dùng chân tâm làm chỗ y cư. Thì dù cho có mấy hồng hư, cũng nên được như người khác vậy. Thật
ra cũng vì nơi lẽ ấy, nhà tu hành cần phải nhắc cho. Dựa vào tình nhân loại mà lo, chớ không phải là do vũ lời. Sư gật đầu khi nghe đây nói, và bảo rằng sành sỏi làm sao. Trong biển đời có đủ thứ màu, không bị nhuộm thứ nào ít có, đủ phương tiện để mà tế đồ. Việc nói làm không chỗ hớ hên, lấy chỗ hư đời để làm nên, thật không khác gì anh thợ khéo. Nếu có kẻ được ông chỉ nèo, chắc chẳng làm nên đạo chẳng không. Thân đã già gối mỏi lưng cong, mà đạo lý chưa thông đến chỗ. Nay hữu duyên cùng ông tương ngộ, vách đường chân chỉ rõ nếu về, một lời ông giảng giao cho nghe. Sẽ tình được giấc mê muôn thuở, ta sao hết được lòng mừng rỡ, đời của tôi còn có chi hơn. Nay được ông việc gút mây trần, mai dù có bỏ thân cũng được. Sự học của ông vừa nói trước, đời ít ai học được như ông. Học bề ngoài ít kẻ học lầm, lo nhanh la chứ không lo gốc. Gọi rằng học nhưng mà vô học mà học hết là ông. Mỗi khi nghe là mỗi khi trong, chỗ nào cũng làm thành bài học. Chẳng những thế còn trong trí óc, vẫn luôn luôn tự học lấy mình, ấy là phương phản tính hồi minh. Ai cũng thế đâu sanh tội khổ, chẳng được về chính mình khó đồ. Đâu còn thừa sức để dắt ai, lời ông càng nghĩ thấy càng hay, rất quy hóa của thời văn vật. Lối luận biện không sai sự thật, lời nói nào cũng rất tinh minh. Không chấp kinh nhưng chẳng ngoài kinh, thật là lối biến quyền rất khéo. Có đủ cách uống chiều trọn méo, dìu dắt người khỏi nẻo lạc lầm. Nếu các tăng sư ở thiền lâm, hầu hết được như ông tất cả. Tất mở rộng được cơn hoằng quá, sẽ giúp cho nhiều kẻ hồi tâm. Ta thưa rằng tài chẳng muốn làm. Việc tôi biết sư tăng đều biết, vì im thế hoặc không cương quyết, nên không lo đến việc hoằng dương. Cái lối tu tiêu cực tầm thường, vô tình nó đóng khuôn nhà đau. Ngồi một chỗ đợi chờ Phật đau, không lo đi truyền giáo cho dân. Quen lối tu đọc thiện kỳ thân, trai với thuyết tế dân độ thế. Lôi tụ ấy xưa nay thành lệ, nên cửa thiền càng bế hẹp lần. Tôi rất mong khắp hết sự tăng, nên theo lối tu hành tích
cực cần liên kết và nên tổ chức. Bành trường cho đạo Phật rộng ra, bỏ thói quen chùa họ chùa ta, cho đâu cũng một nhà Phật giáo. Có trách nhiệm giữ gìn mối đầu, khi thấy sai nên bảo cho nhau. Gương đạo màu luôn được nêu cao, có thể mới chép trào lưu tiên. Thiếu đoàn kết, thiếu dùng phương tiện, tất nhiên không phát triển kịp thời. Càng ngày càng bị chúng bỏ rơi, không phổ biến được lời Phật giáo. Nếu muốn được mọi người biết đạo, phải gia công truyền giáo mỗi ngày. Người này rơi người khác tiếp tay, như thế mới đạo khai rộng lối. Tùy hoàn cảnh, tùy theo xã hội, tùy dân tâm của mỗi thời kỳ, để ứng dụng phương pháp thích nghi, sẽ khiến được người quy theo đạo. Xem tánh người để mà chỉ bảo, bởi mỗi người nghiệp tạo khác nhau. Phải dắt lần từ thấp lên cao, nhất là tránh bụi đầu chớ vội. Xem trình độ và xem phẩm giới, để dùng lời tương đối với người. Chớ gặp ai cũng nói một lời, sẽ không hợp với người khác cành. Tăng sư phải cho cao đạo hành, để hiểu ra được tánh người đời, tất nhiên là sẽ dùng hợp lời. Không chạm phải những nơi đang tiếc, xem đến mạch chứng chi phải biết, mới cho toa phù hợp bệnh nhân. Chứng không rành bệnh chẳng lành thân, nhiều khi hại bệnh nhân là khác. Phải thật nghiệp chớ nên nói khoác, đừng để mù mà dắt kẻ đuôi. Phật đã thành Phật mới đổ đời, tăng phải đạt mới lôi dắt chung. Lý không rõ nói bừa đâu trúng, nghĩa chưa thông luận bướng càng sai. Thấu ngọn ngành nói dở mà hay, chưa căn cội nói hay mà dở. Mê thấy khích nhưng mà trống hờ, ngộ như sai mà có sai đâu. Thật mà quyền, quyền thật rất màu, không một cử động nào bất pháp. Chưa khải mỏ trứng không nên đập, hột còn non gieo gấp không lên. Nên làm hư, hư lại làm nên nhà tu, chứ nên quên điều ấy. Sự ngô đầy mắt không hề nhai, rằng thật là chân lý tốt vời. Thế mới là tỉnh được người đời, muốn pháp chỉ một lời gồm ca. Xin hỏi ông đường về Phật hòa, nhà tu hành cần có những chi? Ta rằng không nên có những gì, mới có thể là quy Phật hòa. Sư rằng lời rất minh được già, xưa nay cùng chữ tổ nhất ngôn. Sống ghi tâm thắt gói theo hồn, lời châu dễ khách chẳng nghe được.
gặp ông tở cá mà gặp nước mê, dù bao cũng được tỉnh ra. Vậy xin ông mở lượng hay hà, dạy thêm nữa cho già được biết. Ta rằng có chi mà khẩn thiết, tôi hiểu như sự biết từ lâu. Lấy trọng kinh chớ có khác đâu, nói việc của các sư thường tông. Đường bột có mà không chịu dùng, để bao lâu thì cũng bốt đường. Bánh nhiều màu nhiều thứ khôn lường, nhưng nguyên liệu vẫn đường với bột. Số ngàn muôn cũng từ con một, nhanh là nhiều nhưng gốc không hay. Kinh để xem cho rõ dạy ngay, không phải để tối ngày tụng luôn. Cứ chất đóng trên bàn nhiều cuốn, chẳng chịu xem hiểu tận đuôi đầu. Thì dù cho có tụng bao lâu, nghĩa lý của một câu không rồi. Có khác nào như chim học nói, người nói sao nhảy lại biết chi. Chỉ làm cho tuổi già từ bi, không nối được bước đi của Phật. Phật đâu muốn nhà tu ẩn vật, muốn vào sông ra độc cứu dân. Luôn vui lòng vì nghĩa dòng thân, tình yêu chúng sanh bằng tình mẹ. Không hề sống thân mình riêng rẻ, vẫn sống chung với kẻ thập phương. Nghe ai đau khổ biết lo lường, thấy kẻ giải khờ toan chỉ dắt. Bất luận ai gặp cơn nguy ngặt, ra tay không để mắt nhìn xuống. Vui cùng vui buồn vẫn cùng buồn, giữa ba tâm với mình như một. Nghèo đến đổi muối còn một hộp, cùng cắn hai chia sớt cho nhau. Đối người nghèo cũng thể người giàu, đều quý mến như nhau tất cả. Chớ trọng giàu cũng nhiều quá quà, đừng khinh nghèo chẳng có món chi. Quý tâm hơn là quý vật, vì như vậy mới là sự chân chánh. Chẳng khiếp sợ người quyền lực mạnh, không xem thường kẻ chẳng thấy oai. Mang xác trần ai cũng như ai, sai hay tình là nơi đáng kể. Có tội lệ hay không tội lệ, ấy là nơi đánh giá con người. Nhưng nhà tu đôi với người đời, tội hay chẳng cũng vui giải dồ. Vì ai cũng ở trong biển khổ, cần phải nên tế độ như nhau. Càng thấy người có lắm khổ đau, càng muốn cứu cho mau khỏi nạn. Tôm tắt phải lấy lòng bình đẳng, đối đãi trong ba tánh thập phương. Chớ biệt phân nhiều ít lòng thương, thế mới chẳng sai đường bác ai. Rất mong các sư nên xem lại, kinh trên bàn tụng mãi từ lâu. Xem chừng nào đạt lý càng sâu, lúc đó sẽ tiện câu hoàng hoa. Chớ ngồi mãi ở trong liêu xa, hãy bước ra đi qua độ người.
làm cho người mê được tỉnh hồi ấy bổn phận của người Phật tử. Cuộc sống chết là nơi đại sự, cần lo máu do dự không nên. Tôi cứ già mắt kẻ nhớ quên, bóng trời chẳng đứng yên một chỗ. Khi cần đậu mà không lo đậu, dịp lành qua rồi khó gặp ra. Không riêng lo cho phận mình già, lo kẻ khác cũng là sắp chết. Họ còn sống mà không đơn thuyết, đợi chết đi tụng nghiệp đâu tiêu. Lúc mạnh không chịu dạy một điều, gần xuống lộ mới kêu hành thiền. Còn giờ đâu để mà tu luyện, niệm Phật không thể niệm đủ câu. Ấy phải chăng việc đáng buồn rầu? Nhà tu há chẳng âu lo tới, thêm lại gặp phải trào lưu mời, dễ làm cho xã hội quay cuồng. Kẻ xấu xa nhiều chẳng số lượng, người trong sạch đêm không mấy kẻ. Càng không thể ngồi yên lặng lẽ, nhà tu nên mạnh mẽ đứng lên. Dùng đủ lời khéo léo nhủ khuyên, khiến nhiều ít người nghiêng theo đầu. Được nhiều kẻ phụng hành chánh giáo, sẽ bớt nhiều tham não trong đời. Hiểu phận mình chớ phúc nào ngơi, rất mong các tăng sư được thầy. Nhiều khi chỉ một vài câu kệ mà lấp qua được bể sầu đời. Khách thiền môn há nợ tiếc lời, không cứu giúp những người mê khổ. Mỗi bát cơm mỗi đầy công khó, ăn không lo thì nó chẳng tiêu. Nợ không tròn thì đau chẳng siêu, há ngồi mãi trong liêu đợi chết. Lời của đây mới vừa nói hết, ni sư tiếp lời rằng thật đúng thay. Nếu tăng sư từ trước đến nay làm như thế đâu ai hờn ghét, nhưng rất tiếc ít nơi đoàn kết và ít ai lo viết hoằng khai. Kệ kinh ai cũng tụng mỗi ngày, nhưng nghĩa lý ít ai xét tới. Kẻ xét biết làm thinh không nói, người nói thì vũ lợi nọ kia. Phần nhiều là mượn Phật làm bia, để gạt gẫm người mê lấy của. Chính tôi cũng đau lòng đòi bữa, như lời tôi vừa đã thưa qua. Từng để chân đến các thiền gia, nhận lời phải thấy ra ít kẻ. Thành thử vẫn còn nhiều tập tệ, theo lối tu bệ vệ phần đông. Suốt ngày lo ăn luôn ngồi không, không thí một chút công cho chung. Chẳng dám nói là phường vô dụng, cứ thế là đời sống ra gì. Thường tụng kinh trước tưởng từ bi, sao chẳng nhớ hành vi của Phật. Phật đâu phải là người ẩn vật, và cũng không ngồi suốt trong liêu. Vừa rồi ông đã dạy mấy điều, điều nào cũng cao siêu tất cả.
thấy những hạng tu hành dối già, tự thấy tôi trong giả sống sang. Lấy làm thương Đức Phật Tây Phan, bị kẻ ở thế gian lợi dụng. Luật giới chẳng hề làm cho đúng, cũng xưng là hòa thượng yết ma. Thấy biết người bắt ngại phận ta, vì là cũng đồng nhà sư cả, cũng tại họ làm điều mang ca. Nên người đời nghi cả các sư, nếu họ không cải sửa thoái hư, chùa lần lượt không người đến viếng. E rằng những người đang tin tiếng, vì đó mà thôi chuyện biết đâu. Như thế là tai hại rất sâu, còn ai nói được câu Phật Pháp. Ta liền chẳng lời sư nói gấp, đuốc từ bi không tắt chớ nào. Hạng giả tu đông đến mức nào, đạo Phật vẫn lào lào sáng tỏ. Thời suy thành do người tạo nó, chân lý thì vẫn có một đường. Ai biết theo là phước khôn lường, ai trái lại là vương đầy hoa. Xưa nay vẫn cứ như thế cả, và từ đây cũng chả đổi dời. Biết tu là người biết sống đời, không tu ấy là người tự sát. Tu tôi nói tùng lương cải ác, bỏ đường mê nẻo giác tìm qua. Biết ngăn ngừa ý tưởng xấu xa, biết cương quyết làm ra việc phải. Đó là nghĩa của người tu cày, chẳng phải tu theo lối ngồi không. Tu cần trao sửa cả ngoài trong, việc riêng đến việc chung đều sửa. Hãy biến lợi lầm không lần lừa, giữ đối lành trí để nhớ luôn. Tâm không cho ngoại vật làm cuồng, lúc nào cũng chủ thân được cả. Tu như thế sẽ trừ được quả, phẩm bực nào dù khó cũng lên. Mọi người tu theo ý tôi khuyên, chẳng toại nguyện tôi xin chịu đọa. Sự rằng lời của ông đúng cả, nếu người tu như thế không thành. Thân tôi dù muôn thác cũng đành, trong lòng vẫn tưởng tin triệt đề. Ông vừa bảo thành suy do thế, chân lý là một thể không hai. Từ ngàn xưa cho đến những nay, Phật Pháp chẳng bị ai làm mất. Đã là Phật trước sau vẫn Phật, tự nên không phải vật tạo nên. Vì vậy mà vẫn được vững bền, không bị cuộc nổi chìm làm hoài. Thật là lời của ông rất phải, giúp lòng tin tôi lại mạnh thêm. Kể từ đây tôi chẳng ngồi êm, quyết nỗ lực khéo lên đuốc thiền. Kết liên với người đồng quan niệm, để làm cho phát triển đạo thiền.
cho người đời thấy rõ tục tiên, không còn nói đạo chuyên lừa dối. Chính mình phải làm cho được trội, để cho hàng tu dối nhìn vào sẽ thẹn lòng sửa chữa phần nào, cùng gian tiếp giúp vào họ được. Mong Phật giúp tôi nên nguyện ước, ân đức này dù chết chẳng quên. Ta rằng trời chẳng phụ người hiền, ý nguyện tốt sẽ nên có thờ. Giữa đường dẫu xảy ra gian dở, mong sư đừng lấy đó ngã lòng. Ví dụ làm hiện kiếp không xong, nguyện kiếp khác nối luôn chớ bò. Làm việc lớn có nhiều khăn khó, cứ làm luôn chớ có hẹn ngày. Đêm tấm lòng cưng răng dẻo dai, đôi phó mồi trong gai cản trở. Được như thế mới xong nần nở, và đạo màu cũng sẽ tự thành. Để tà ma làm rồi đức tin, việc chi cũng tan tành tất cả. Phải tin tưởng phải bền chặt vàng, nhất định là đạo quả sẽ nên. Tôi cũng từng gặp lắm trung chuyên, nhưng vẫn giữ lòng nguyện như một. Và từ đây đến ngày kết cuộc, cảm thấy còn nhiều khúc gai go. Nhưng trong lòng chẳng chút sợ lo, ý chí mạnh thắng qua tất cả. Nếu không mở thông đường thiên hạ, nguyện chẳng ưng cất giá lên vai. Mắt nếu còn thấy kẻ nàng tay, lòng quyết chẳng quên ngày giải thoát. Quản chỉ nỗi khổ đau thân xác, miệng làm sao sớm đạt ý nguyện. Chẳng những đời mình hết não phiền, mà kẻ khác cũng yên lạc nghiệp. Châu Ngọc há để cho phụ liếp, phải vây dùng cho sắc chói chang. Nếu chẳng thay được khắp nhân hoàng, cũng ráng được một làng một nước. Nghĩa là phải làm cho nên được, không để ngỡ qua cuộc đời tàn. Luôn đấu tranh với mọi thời gian, cũng chẳng để ai làm dừng bước. Chẳng riêng tạo để mình hưởng phước, mà lo cho người được lấy duyên. Bụi hồng trần sớm gọi cho yên, cùng được thấy nhà tiên cảnh Phật. Việc trước hết ngay trên quả đất, đồng nhau chung hưởng cuộc thái bình. Chẳng còn nghe ai muốn chiến chinh, cũng không kẻ nào sanh cái bào. Giữa ai cũng lấy lòng hòa hảo, biết xử phân theo đạo công bằng. Không riêng mình muốn được nó ăn, nở ý mạnh lấy ngang của kẻ.
ai cũng biết nói lời nhỏ nhẹ, không ai dùng lời lẽ cọc cằn. Biết xét lòng và biết ăn năn, người nào cũng có tâm tự trì. Sống nề nếp, sống theo cương kỳ, ai cũng tôn đạo lý làm trên. Mặt mỗi người đều lộ vẻ hiền, ngày ấy mới thần tiên tại thế. Người tu niệm phải nên lập thề, làm sao cho được thế mới thôi. Sống chưa làm xong xa sự đời, chết đâu được về ngồi thưởng cảnh. Sự nghe đến lời đây nhấn mạnh, khiến mắt thêm nhìn thẳng vào đây. Và nói rằng ở giữa thời nay, tư tưởng ấy ít ai có được. Vừa siêu nhiên vừa nên thích hợp, nếu phần đông người được thế ni. Sự khổ đau nhân loại mất đi, cõi cực lạc tức thì hiện đến. Lời ông khiến lòng tôi qua mến, chính ấy là bờ bến siêu sinh. Khách hồng trần lấy đó làm tin, tất sẽ được đưa mình khỏi tục. Kẻ nào biết tầm trong lãnh đục, nghe lời ông sớm dứt nợ đời. Chẳng bao lâu đến mức tuyệt vời, đáng con Phật, đáng người yêu kinh. Ta rằng mọi việc do chữ tính, lời nói dù chân chính dường bao. Không chịu đem lòng tưởng tin vào, chân chánh ấy làm sao thành được. Vì thế nên lòng tin làm trước, có lòng tin các cái cuộc sẽ nên. Cũng nhờ tin khổ mấy cũng quên, lòng tin giúp người thêm bền chi. Mọi việc chỉ sau khi xét kỳ, nếu chánh chân đặt chí tin vào. Rồi cứ lo dù chậm hay mau, không chán nản miễn sao được việc. Điều này rất muốn ai cũng biết, để tránh điều hối tiếc nơi tâm. Sự rằng lòng tin cũng dễ lầm, những xét trước rồi tin đúng lắm. Mỗi lời ông tôi đều suy gầm, thấy rằng đâu đó cũng khích khao. Mỗi câu đều mỗi có rấp rào, chỗ nào cũng dồi vào ý tư. Tôi xin nguyện để lòng ôm giữ, làm sao cho khỏi phủ lòng ông, sớm nên người yêu của đại đồng, mà được thế mới là không hổ phần. Trong mấy tiếng đồng hồ học dân, hơn mấy mươi năm tụng kinh suông, giúp tôi thêm biết rõ chánh đường, công đức ấy khó lường sao hết. Có lẽ ông cũng đã mỏi mệt, đêm đã khuya trời rét thế này, xin ông vui lòng ngủ lại đây. Mai rồi sẽ hồi quy chẳng muộn, ta nhận lời của sư vừa muôn.
bước theo sư vào chốn hậu liêu, vừa nằm vừa suy nghĩ đủ điều. Việc sư cụ cũng đeo ý nghĩ, ấy cùng một cuộc đời kỳ bi. Cánh giúp người duyên đẩy số người, ắt có duyên với Phật lâu đời, nên mới được có trời báo mộng. Nếu chẳng vậy người đang thân sông, khó thấy người nơi chốn tiêu dao. Còn việc ta cũng là làm sao, đêm khuya vắng đi vào chùa miếu. Sư chẳng trách lại còn mến triếu, ắt cũng duyên chi khéo tạo nên. Người gặp nhau trong lúc đầu tiên, mà thông cảm là duyên muôn thuở. Ta cứ nghĩ thế lầm không hờ, rồi bỗng nhiên đã ngủ hồi nào, dừng hào quang liền chói ánh vào. Một vị Phật ngồi cao mấy trường, trông thấy Phật ta liền quỳ xuống, mở miệng ra vừa muốn thưa lên, thì Phật ngài đã nói trước liền rằng trước đây độ bắt ba niên cũng ở nơi một cái chùa thiền, có một vị tu hiền rất chinh, thường tập hợp nữ nam thiện tinh, dạy những điều đạo hạnh cho nghe, đổ được nhiều người khỏi bên mê, khiến ba tánh gần xa đều mến. Hạng dân giả vua quan đều đến, thường do lại sáng kiến nhà sư, khiến cảnh chùa lui tới chật người. Phật Pháp cũng một thời hưng thành, một hôm nọ vào khuya vắng lặng, có một tên ăn trộm vào chùa. Tên trộm đang khi giác khuân đồ, trong khi ấy nhà sư trông thấy. Sư liền bảo nhỏ tên trộm lại, hỏi tại sao đi lấy của chùa. Trộm rằng vì con vợ chẳng no, cho nên phải làm nghề ăn trộm. Cảnh sống của gia đình rất khôn, con thì đông vợ cũng quê mùa, không đủ ăn quần áo te tua, cực chẳng đã mới thò tay cấp. Trong lúc ấy nhà sư bảo gấp, nên bỏ đi nghề nghiệp bất lương, vì nó không khiến một ai thương, bị bắt gặp chịu đường tù tội. Vậy người phải từ đây cải hồi, lo làm ăn theo lối lương hiền. Nói xong sư vào lấy gói tiền, cho tên trộm bảo đi ra gấp. Trộm vừa xá vừa rung lập cập, mi lãnh tiền rồi chạy gấp về nhà. Trộm chừng khi mở gói tiền ra, bắt hoảng hốt vì là nhiều quá. Trộm vừa sợ vừa mừng khôn tả, vừa biết ơn sư có chi bằng. Cho sư là một vị chân tăng, trong lòng thấy nảy sanh kính phục. Từ ngày ấy bắt đầu tin Phật, số tiền kia giao hết vợ con, rồi lánh mình vào chốn núi non.
bỏ nghề trộm xa thân tu niệm, trở nên một nhà tu hành kiềm. Sao được nhiều người mến đến danh, vị sư kia còn có biết chăng, chính là cái tiền thân con đó. Còn tên trộm ở vào thuở nọ, chính là sư hiện ở chùa này. Người với con duyên rắm sâu dày, cho nên khiến hôm nay tái ngộ. Nếu kiếp trước không nhờ con độ, thì người đâu hối ngộ nơi tâm. Tuy trải qua ước tám trăm năm, duyên ấy cũng vẫn còn khắn chặt. Nay người đã nên sư thiền đức, con cũng là nói Phật tu hành, càng khiến cho duyên ấy thêm lành, nên người mới gặp con là mên. Duyên ấy gợi cho lòng nhớ đến, chớ nào đâu phải chuyện vô căn, vì muốn cho con rõ nguyên nhân. Nên Phật mới hiện thân đến nhắc, ta cúi mình tạ ơn Đức Phật, rằng con chỉ từ trước đến nay nhờ Phật luôn sẵn giả chỉ bài, ẩn đức khi rộng đất trời khó sanh. Khi hữu sự hoặc trong khổ cảnh, có Phật ngài hiện đến dắt dìu. Lời lành cho nghe biết bao nhiêu, không nhờ Phật con đâu nên đào. Mọi việc chi cũng nhờ Phật bảo, tâm hồn con Phật tạo đấy ư. Nếu không nhờ Phật dạy nên hư, con khó biết rõ nơi tà chánh. Tuy nhiên đôi với đường đạo hành, học bao nhiêu cũng chẳng thấy cùng. Xin Phật vì sự lợi ích chung, dạy thêm nữa cho con được hiểu. Phật rằng con khéo tìm đạo diệu, đạo tuy sâu sức hiểu cũng dài. Đạo không trong mà cũng chẳng ngoài, nơi bổn tánh của người sẵn có. Nếu như ai muốn tìm thấy nó, lấy mắt thường thì khó thể trông. Phải lấy lòng mới thấy được lòng, có chẳng được mà không chẳng được. Còn một chấp niệm nào thúc phược, là vẫn còn bó buộc trong lòng. Sự não phiền không thể nào không, còn như thế là còn luân là. Từ bi chẳng từ bi dương mắt, ấy mới là chân thật từ bi. Không bận tâm ở một sự gì, dù việc ấy hữu vi hay chẳng. Không nghiêng trễ mới là bình đẳng, chẳng buộc ràng mới đặng tự do. Con lấy đây làm thước để đo, xíu hay đọa cứ do theo đây. Ta liền chấp hai tay cúi lại, xin đội ơn Phật dạy cho con. Không riêng con hứa sẽ làm tròn, còn nguyện giúp xa gần sống điều. Phật dạy chỉ những lời cao diệu, con dám đâu để hiểu một mình. Xin truyền ra cho chúng làm tin,
để trở lại nẻo lành sáng tỏ. Có một việc con xin thưa rõ, xin Phật Ngài việc mở gút mây. Hiện xác con đang sống nơi đây, thân bình lại gặp Ngài trắc trở. Nhiều chướng ngại cản đường quá độ, lâm trong gai trên lỗ từ bi. Muôn bước mau nhưng khó nổi đi, đường Phật giáo nhiều khi nghẹt lối. Muộn đâu cũng mấy lành bủa tới, ngắt gió phàm cứ thổi mãi lên. Ý nguyện này chẳng được sớm nên, lòng con thấy muôn nghìn đau đớn. Nhiều lúc quá buồn cho thời vận, muốn chết không muốn sống trên đời. Nhưng nặng tình với khắp mọi nơi, đến nay vẫn còn ngồi dương thế. Phật liền nhẹ lời rằng trẻ vẫn đen chưa phải lẽ chết thân. Đã nặng duyên với khách hồng trần, phải dắt họ đến chừng hết khổ. Càng chướng ngại càng nên quá độ, không chồng gái sao rõ từ bi. Khó bước mau thì chậm cũng đi, chớ ngại lối nhiều khi bị nghẹt. Mây cứ bủa mắt tình gió quét, cố làm sao che mắt chúng sanh. Con chớ buồn chưa toại nguyện lành, nguyện lành ấy sẽ thành tựu được. Dù hoàn cảnh khắc khe trái ngược, vẫn bình tâm chờ cuộc thuận xuôi. Phật biết con lòng chẳng thấy vui, nhưng chết cũng chưa nguôi được già. Nên sống để rộng khai đạo cả, sống làm cho thông thả khắp nơi. Sống không riêng mà sống cho đời, sống cho khắp mọi người hết khổ. Vì bác ái vì câu quá độ, cho nên cần phải có xác thân. Sống cho mình chỉ có một phần, muôn phần để sống sanh cho thế. Sống thì khó, chết thì rất dễ. Khó sống nhưng sống để cứu đời. Cả chúng sanh chưa được thành thơi, lòng từ muôn tắc hơi sao nở. Chết thân cũng chưa sống được nở, chết ấy càng khiến dở dang thêm. Đến chừng nào biến lặng sống êm, khi ấy sẽ nằm yên để chết. Nước tịnh rửa bụi trần chưa hết, chết đi ai lao quét cửa thiền. Ráng chịu lì trong cuộc đau điên, để đổi giữ ra hiền cho chúng. Do thổi mấy trời không hề lùng, nước sao bao trăng cũng sáng choang. Khổ thế nào con cũng chớ than, cứ lo tới cho đàn suôn sẻ. Đêm đêm thấy thân con quạnh què, Phật lấy làm đau dạ lắm con. Trong khó khăn giữ phận vẹn tròn, ai xem đến mà không kinh mến.
sẽ có gió xuôi chiều thôi đến, con chở lo bờ bên khó cày. Khi con về dắt chúng theo về Phật nơi chung liên quê luôn đời, con ráng chịu từ đây đến hồi cuộc trùng lai đền bội công lao. Kẻ tu hành thoa giả khát khao, người nhân đức phỉ cầu mong ước. Cảnh đau khổ tan như mây nước, cuộc lao lung sẽ được giấy trừ. Ấy là ngày thế giới an cư, còn răng dắt cho người đến đó. Từ đây dẫu có nhiều khăn khó, vì yêu dân chớ có nản lòng, mượn phàm thân cứu khách trần hồng. Thoái thường chết con đừng nghĩ nữa, có cái chết con cần nên lừa, nên chết lòng tưởng nhớ sâu xa. Chết tánh tham và chết lòng ta, chết những việc gọi là bất thiện. Chết mắt thấy sắc chi chẳng nghiền, chết tai nghe đủ tiếng không mê. Chết mũi mùi chi chẳng khen chê, chết lưỡi nếm vị gì không chấp. Chết thân chẳng nhiễm khi đụng vật, chết đi tâm không vương mắc sự nào. Chết hết lòng ô nhiễm trần lao, chết cả tanh chấp câu nhân ngà. Chết hận giận chết điều vui ta, và chết luôn lòng giả ghét ghen. Chết lời nhớ chết ý đề hèn, các việc quay đều nên chết cả. Được như thế tất là thông thà, không lúc nào trong giả buồn rầu. Kẻ tu hành ở buổi ban đầu, làm theo đấy sẽ mau nên đào. Con kha nhớ để khi truyền giao, nhắc cho đời được hiểu làm theo. Cõi hồng trần còn lắm nạn yêu, dân chung sớm nên theo đạo lý. Nói xong Phật quá quan hồi vì, ta cúi đầu lại tạ theo sau. Tự thấy lòng vui biết ngần nào, cảm ơn Phật kể sao cho hết. Kể từ ấy tâm trần đã chết, sự nhiễm ô tiêu diệt sạch không. Tuy đeo mang thân xác cõi hầm, mà đã chẳng còn lòng mến tục. Nơi nào cũng xuống pha lẫn lúc, tâm không hề trói buộc nơi đâu. Vì muốn đợi tỉnh giấc mê sầu, phải giả dạng đủ màu thế sự. Muốn đổ dữ vào trong đám dữ, muốn cứu hiền dùng sự rất hiền. Miễn sao cho người rõ tục tiên, mặt thân xác biến quyền nhớ sạch. Mộng mai cũng trăng đen khá vạch, để cho mình là Phật hay phàm. Lời đây khuyên nếu chịu gìn kham, không nên đào đây cam chịu tội. Bởi thương mến nhân sanh vạn bội, nên đem lời Phật gọi kể ra.
chuyện tăng sư ở chúng thiền gia cũng kể nốt để mà hiểu rõ. Việc hiện hữu là điều thật có, còn duyên xưa chuyện đó ly kỳ. Cõi thế gian bất luận việc gì đều có hệ với khi trước cả. Muôn già trẻ tin câu nhân hòa, cho nên đây mới kể cạn lời. Nếu xét qua tiền kiếp mọi người, sanh khắp chỗ không nơi nào chăng. Nợ vay trả với nhau nhiều chăng, không một ai mà chẳng nợ ai. Người ở đông có nợ ở tây, kẻ nam lại đã vay nghiệp bắc. Qua đất rộng nhưng mà thấy chật, đừng tưởng xa không việc liên can. Lời kể qua thật rất rõ ràng, nghiệp xưa với thân đang hiện sống. Nếu sư chẳng nhờ lời trong mộng, việc trả vay đâu đặng hiểu ra. Phật có trong nhưng chẳng ở xa, mọi việc của người ta đều biết. Phật thấy rõ chúng sanh tạo nghiệp, tùy cơ duyên cứu vớt cho ra. Lòng từ bi rộng lớn sâu xa, không hề để bỏ qua một kẻ. Xin lớn nhỏ xét cho rút lẻ, để khỏi đau lòng kẻ đại bi. Nhớ kỹ rằng đây nói lời chi, vừa theo bóng quyền vi mà nói. Xin ráng đọc chớ này mệt mỏi, đọc để cho rõ môi chánh tà. Xem ngàn lần mà chẳng hiểu ra, cũng đừng chán hãy mò đọc mày. Cô đọc riết có ngày sẽ thấy, chừng thấy ra chỉ khai mong tay. Nơi xa ngàn ta vẫn còn đây, việc không hiểu hỏi ngay chớ ngày. Ngày nào cũng trong tinh thơ lại, đêm vẫn luôn chờ thấy mộng lành. Thấy ai người thật chí tu hành, kể sao hết nỗi tình yêu mình. Hồn ta vẫn thường hay lui đến, viễn thăm người tu luyện chân thành. Mỗi lần nghe có tiếng chim xanh, trong lòng thấy muôn nghìn náo nức. Biết rằng có người chân đạo đức, cành sen nơi cõi Phật nở ra. Trên đầu kia có ánh sáng lòa, hương công đức bay ra thơm ngát. Ngồi một chỗ có thần đêm trác, hả không vui khi được tinh lành. Một thân nhưng chẳng sống riêng mình, sống với khắp nhân sinh thế giới. Hỡi quê nhà ráng chung một khối, cho hồn kia cảm tới lòng đây. Trong tâm không để vắng một ngày, cùng biết nhớ cùng gây được việc. Một ngày quên một ngày rất tiếc, giữ cho lòng khăng khít nhau luôn. Vui cùng vui buồn hay cũng buồn, mượn bút mực thay cơn hội ngộ.
Một phen này khai cho nên lầu, để thông đường đây đó lại qua. Ở nữ nam lân nhỏ quê nhà, khá nghiệm kỹ lời ta vừa nói. Nơi xa xôi dạy lời nhắn gửi, tạm gọi là dạy nỗi nhớ thương. Xin chúc lành khắp hết thôn hương, khuyên ráng giữ vẹn đường đạo đức. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát.